ok. Chấm đi. Hả là hả. Đây là, đây con phải giới thiệu đây là món gì, món gà nướng. Con giới thiệu món gà nướng. Giới thiệu các bạn. Không phải cầm đâu. Ôi trời ơi. Các bạn ơi. Tắt. Không còn ăn luôn. À. Đi đâu? Giống như hồng rồi. Đưa con hồng rồi. Rồi. Ba cục một cái, nó cục cục một cái. Rồi, chờ nhá. Các bạn ơi, chờ mình tí nha. Ôi giời. Lỗi. Nào 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 nào. Oh my god, không có gì được rồi. Cái này cho ta mà. Cần cái xoài này. Nào, bắt đầu, ăn tiếp đi. Má, thôi con ăn đi mà ngon ban đầu chưa chưa ăn một miếng nào đã no chập chớp. Hello, xin chào các bạn. Tớ là Vi đây. Vi nào? Vi. Tớ là Bình đây. Có hắn à. Đó, có Phương à. Chén đi ba ơi. Chén đi, chén. À. Cà chua ba đi nha. Mình đã bảo đùa chút thôi, bố mình đây à.
đập bên trái à? Đây. Lui ba bà làm gì á? Cắt cái đùi ra đi. Và cô cắt từ. Nào 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 nào. Rồi. Ôi mình đi. Ba phải có cái ngốc mình lên con mình ngay. Không làm gì đâu con ạ. Làm thế nào đấy. Cầm cái đùi gặm, cầm cái đùi gặm.
cái là mấy rồi? Cái số thì ăn. Không ăn thì đừng có sờ vào. Có tất mồm hay không được rồi.